Tiến độ tiêm vaccine tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tính đến 11 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2021, tiến độ tiêm vaccine đợt 4, toàn tỉnh đã tiêm được 79.774 trên 81.330 liều, đạt tỷ lệ 98,09%. Lượng vaccine đã được phân bổ. Trong đó, có 8 trên 8 huyện thị xã, thành phố đã tiêm hết số vaccine được phân bổ, với tổng số là 49.292 liều, đạt tỷ lệ 100% có 3 đơn vị đã tiêm hết số vaccine. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, Bệnh viện Dũng Tàu và Trung tâm Y tế Việt Sốp với tổng số vaccine là 13.086 liều, đạt tỷ lệ 100%. Còn hai đơn vị chưa tiêm hết vaccine là Bệnh viện Bà Rịa, đã tiêm 14.396 liều, đạt 97,06%. Bệnh xá Công an tỉnh đã tiêm 3.000 liều, đạt 72,82%. Số vắc xin còn lại của hai đơn vị này dành để tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ điều kiện đến hạn trong tháng 8 năm 2021. Vì vậy, tính đến 11 giờ ngày 24 tháng 8, toàn tỉnh đã tiêm đợt 4 được 79.774 liều vắc xin, đạt tỷ lệ 98,09%. Tiến độ tiêm vắc xin đợt 5. Số vắc xin tỉnh đã nhận về đợt 5 là 102.300 trên 102.300 liều, đạt tỷ lệ 100%. Số vắc xin đợt 5 tỉnh đã giao cho các đơn vị địa phương là 101.880 trên 101.880 liều, đạt tỷ lệ 100%. Số đã tiêm được là 99.944 trên 101.880 liều, đạt 98,10%. Cả 8/8 huyện 8 thị xã thành phố đã tiêm hết số vắc xin được phân bổ với tổng số là 90.854 liều, đạt tỷ lệ 100% có hai đơn vị đã tiêm hết số vắc-xin, Bệnh viện Dũng Tàu và Trung tâm Y tế Việt Sơ Petro, với tổng số vắc-xin là 1.700 liều, đạt tỷ lệ 100%. Còn ba đơn vị chưa tiêm hết vắc-xin là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, tiêm 3.960 liều, đạt tỷ lệ 86,84%, Bệnh viện Bà Rịa, 2.630 liều, đạt 68,74%. Bệnh xá công an tỉnh 800 liều, đạt 85,11%. Như vậy, Tính đến 11 giờ ngày 24 tháng 8, toàn tỉnh đã tiêm đợt 5 được 99.944 liều vaccine, đạt tỷ lệ 98,10%. Số vaccine còn lại, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh xá Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC để dành tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ điều kiện đến hạn trong tháng 8 năm 2021. Tiến độ tiêm vaccine đợt 6 Số vaccine tỉnh đã nhận về đợt 6 lần 1 là 1.170 trên 1.170 liều, đạt 100%. Đến 11 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2021, số liều vaccine đã giao cho các đơn vị địa phương 1.170 trên 1.170 liều, đạt 100%. Hiện nay, các đơn vị đang xây dựng kế hoạch tiêm theo quy định.